Cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ Bảy ngày 18 tháng 12 của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Một số thông tin đáng chú ý trong chương trình. Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đề nghị toàn bộ hệ thống chính trị, các bộ ngành địa phương không được chủ quan, tập trung quyết liệt chỉ đạo toàn diện để ứng phó với bão số 9. Huyện Bắc Trà My tổ chức lễ viếng nghĩa trang liệt sĩ nhân kỷ niệm 77 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam. Nhiều công trình phúc lợi dân sinh trên địa bàn huyện Đại Lộc về đích sớm hơn so với tiến độ đề ra. Chương trình học trò xứ Quảng năm 2021 đã vượt chướng ngại vật thành công để đi đến chặng đường cuối cùng. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, như chúng tôi đã thông tin vào chiều qua, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành, trưởng ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai, đã chủ trì cuộc họp trực tuyến với các bộ ban ngành và 28 tỉnh thành phố ven biển để triển khai công tác ứng phó với cơn bão số 9 có tên quốc tế là Rai. Đây là cơn bão muộn diễn biến nhanh và có cường độ rất mạnh diễn ra vào thời điểm cuối năm, có hướng di chuyển bất thường. Cơn bão này cũng đã gây nhiều thiệt hại cho Philippines. Dự báo trong 24 đến 48 giờ tới, tâm bão cách Bình Định Khánh Hòa khoảng 280 km về phía đông, sức gió cấp 13 và cấp 16. Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão đổi hướng di chuyển theo hướng bắc tây bắc. Thời điểm bão ảnh hưởng đến gần đất liền, dự báo từ 18 đến 21 tháng 12, thủy triều lớn nhất tại Quy Nhơn đạt 2 mét lúc 1 giờ ngày 19 tháng 12, có thể gây sóng lớn nguy hiểm với tàu thuyền, nhà cửa và các công trình ven biển. Các địa phương ven biển trong phạm vi ảnh hưởng đã sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn cho tàu thuyền cũng như người dân trên các đảo, dự trữ lương thực, thực phẩm và nhu yếu phẩm, cấm đi lại giữa đất liền và các đảo từ chiều ngày 17 tháng 12. Hiện còn 273 tàu với hơn 2.000 lao động đang hoạt động ở khu vực giữa Biển Đông và quần đảo Trường Sa. Số dân trong khu vực có đảo nguy cơ cao chịu ảnh hưởng của bão rất lớn, lên tới gần 52.000 người trên 4 đảo gồm Cồn Cỏ, Cù Lao Chàm, Lý Sơn, Phú Quý. Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đề nghị toàn bộ hệ thống chính trị, các bộ ngành địa phương không được chủ quan. Các địa phương phải tập trung quyết liệt chỉ đạo toàn diện để ứng phó bão sát thực tế để đảm bảo an toàn về người, tài sản và phục hồi sản xuất cho nhân dân. Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng triển khai biện pháp bảo đảm an toàn đối với các hoạt động trên biển, an toàn tính mạng cho người dân. Kêu gọi tàu thuyền và nơi neo đậu tránh trú an toàn, đảm bảo an toàn cho người và tài sản trên các đảo. Chú ý bảo vệ đê điều, hồ đập, bảo vệ sản xuất. Nhân kỷ niệm 77 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22 tháng 12 năm 1944, 22 tháng 12 năm 2021 và 32 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân, chiều qua, Huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Bắc Trà My đã tổ chức lễ viếng nghĩa trang liệt sĩ huyện và gặp mặt kỷ niệm. Tại nghĩa trang liệt sĩ huyện, các đại biểu đã đặt vòng hoa bày tỏ lòng thành kính, đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ. Tiếp đó, các đại biểu đã dành phút mặc niệm và dâng hương tưởng nhớ tri ân các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng xả thân hy sinh vì Tổ quốc và đến từng ngôi mộ nơi các liệt sĩ an nghỉ để thắp hương tri ân kính viếng. Cũng trong chiều qua, huyện Bắc Trà My long trọng trao tặng huy chương quân kỳ quyết thắng cho 2 chiến sĩ và trao huy chương chiến sĩ vẻ vang cho 1 chiến sĩ đã có quá trình cống hiến liên tục trong Quân đội Nhân dân Việt Nam, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Các chiến sĩ cơ quan quân sự huyện Bắc Trà My cũng đã gặp mặt ôn lại truyền thống vẻ vang của Quân đội Nhân dân Việt Nam trải qua 77 năm xây dựng và trưởng thành. Phát huy truyền thống vẻ vang của Quân đội Nhân dân Việt Nam trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, ngoài làm tốt công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, lực lượng vũ trang huyện Bắc Trà My đã tích cực phối hợp cùng ngành công an và các đoàn thể thực hiện tốt công tác giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn và thực hiện tốt chính sách đền ơn đáp nghĩa tại địa phương. Tiếp tục các hoạt động nằm trong khuôn khổ dự án phục hồi chức năng và cải thiện chất lượng cuộc sống cho trẻ khuyết tật tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2023 do tổ chức PDP, Quỹ Phát triển Châu Á và Bệnh viện Trường Đại học John Booth Hàn Quốc viện trợ tỉnh Quảng Nam. Sáng nay tại xã Tiên Thọ, huyện Tuy Phước, dự án tổ chức chương trình tập huấn cho phụ huynh có trẻ khuyết tật với nội dung hướng dẫn sinh hoạt hàng ngày cho trẻ bại não. Đến với chương trình tập huấn, các phụ huynh được cung cấp tài liệu liên quan đến hoạt động sinh hoạt cho trẻ bại não, đồng thời được các chuyên gia của dự án phổ biến hướng dẫn các phương pháp cho trẻ bại não ăn uống đánh răng, cách tự thay quần áo, tắm rửa và các sinh hoạt khác. Ngoài ra, tại chương trình tập huấn, phụ huynh có con em khuyết tật cùng các chuyên gia dự án đã cùng nhau giải đáp thắc mắc, chia sẻ nhiều khó khăn gặp phải trong quá trình nuôi dưỡng và giáo dục cho các em.
Thông qua chương trình đã góp phần cung cấp một lượng kiến thức, kỹ năng cần thiết về nuôi dưỡng, chăm sóc đặc biệt cho trẻ khuyết tật, từ đó giúp các em cải thiện được vận động và tự tin, tự chủ được bản thân trong sinh hoạt hàng ngày. Chiều cùng ngày, chương trình tập huấn với chủ đề hướng dẫn sinh hoạt hàng ngày cho trẻ bài não cũng được tổ chức tại Ủy ban Nhân dân xã Tam Quang, huyện Núi Thành với sự tham gia của hơn 20 phụ huynh có trẻ khuyết tật. Thưa quý vị, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 và bão lũ thiên tai, trong khi nhiều địa phương trong cả nước có công trình bị chậm tiến độ, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư thấp, thì tại huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam, bằng nhiều cách làm linh hoạt, huy động sức dân, đổi mới phương pháp thi công, nên nhiều công trình phúc lợi dân sinh đã và đang về đích sớm hơn nhiều tháng, thậm chí cả năm so với tiến độ đề ra. Hơn 2 km đường dẫn vào cầu đã thông, 4 nhịp cầu được nối liền, khi cầu tăng đợi hội khách hoàn thành những công đoạn cuối cùng. Với bà con xã Đại Sơn, hơn 76 năm giải phóng, đây là lần đầu tiên họ không còn chịu cảnh chia cắt bởi sông nước ở ngọn nguồn Vu Gia. Hàng ngày khi mà cái chiếc cầu này nó hình thành và nó được xây dựng thêm một cái hạng mục nào thì bà con đều lấy đó là niềm vui và phấn khởi chờ cái ngày mà khánh thành. Và niềm ao ước đó là khi mà cầu hình thành xong thì con em của các thôn khu vực hơi này đi học thì nó sẽ đảm bảo hơn, nó được an toàn hơn vào mùa mưa lũ. Tạo được sự đồng thuận trong dân, bàn giao mặt bằng sạch, bám sát công trường để chỉ đạo, đó là cách mà huyện Đại Lộc triển khai các công trình trọng điểm. Như đó, niềm vui của hàng ngàn hội dân ở các xã vùng cao Đại Lộc đã đến sớm hơn một năm, khi cây cầu này đã chính thức nối liền đôi bờ sông. Nhân dân đồng thuận rất cao trong quá trình thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng ở trên địa bàn huyện. Thời gian vừa rồi có một số dự án trọng điểm của tỉnh đầu tư thì nhân dân đã sẵn sàng hiến đất, xây dựng kế hoạch đầu tư cũng phải trọng tâm trọng điểm, không dàn trải để đảm bảo nguồn lực làm tới đâu cũng giữ tới đó. Thì đó là giải pháp về vốn để chúng ta đảm bảo tiến độ, và ngoài ra thì cái việc lựa chọn được đơn vị thi công đảm bảo năng lực cũng là một trong những yếu tố quyết định đến cái việc là chúng ta tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trên địa bàn. Làn sóng đại dịch COVID-19 đã gây ảnh hưởng khá nặng nề cho huyện Đại Lộc nói riêng, tỉnh Quảng Nam cũng như cả nước nói chung. Song với cách làm phù hợp với lòng dân, biết phát huy sức mạnh trong dân và bằng sự chỉ đạo quyết liệt của mình, huyện Đại Lộc đã và đang tạo nên điểm nhấn trong hoàn thành các công trình trọng điểm, không chỉ làm lợi cho ngân sách hàng chục tỷ đồng mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho người dân nhanh chóng ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế, thông thương đi lại trong điều kiện bình thường mới. Thưa quý vị, sáng nay Ủy ban Nhân dân thành phố Tam Kỳ tiếp tục tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 12 đến dưới 18 tuổi. Theo đó, ngành y tế đã tiến hành tiêm mũi 1 cho học sinh các trường trong một cơ sở Lý Tự Trọng, Nguyễn Khuyến và Lê Lợi. Tổng số học sinh đã tiêm cho 3 trường này là gần 1.400 em. Trước đó, ngày 17 tháng 12, có 4 trường đã tổ chức tiêm với tổng cộng gần 3.000 học sinh, gồm các trường trung học cơ sở Lý Thường Kiệt, Nguyễn Du, Nguyễn Huệ, Huỳnh Thúc Kháng. Công tác tiêm phòng diễn ra an toàn với sự hỗ trợ chuyên môn của các đơn vị y tế, Bệnh viện Gia Liễu tỉnh và Bệnh viện Minh Thiện. Các trường còn lại sẽ tiếp tục tiêm chiều nay, ngày 18 tháng 12. Song song với đó, các trường trung học phổ thông cũng tiêm vaccine phòng COVID-19 cho học sinh đến hết ngày 20 tháng 12. Chương trình thời sự tiếp tục với các thông tin khác. Thực hiện chương trình Hội Nông dân các cấp tham gia bảo vệ tài nguyên môi trường, Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam đã tổ chức nhiều hội nghị tập huấn triển khai mô hình nông dân thu gom rác thải nông thôn gắn với bảo vệ môi trường tại các địa phương. Hiện nay, cùng với việc đời sống vùng nông thôn ngày càng được nâng cao thì lượng rác thải sinh hoạt do người dân thải ra môi trường là rất lớn. Và chính vì khâu thu gom xử lý rác thải lâu nay chưa được chú trọng đúng mức nên đã xảy ra tình trạng ô nhiễm môi trường ở vùng nông thôn. Do đó, Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam tập huấn cho bà con nông dân các biện pháp bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới, thông tin về những quy định nhà nước trong bảo vệ môi trường trong sản xuất nuôi trồng, xử lý chất thải nguy hại. Khóa tập huấn nhằm vận động tuyên truyền bà con, hội viên nông dân trong việc thu gom rác thải sản xuất sinh hoạt, góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường. Tại xã Duy Phước, huyện Duy Xuyên, đời sống người dân có nhiều đổi thay tích cực, trong đó có công tác bảo vệ môi trường được địa phương và bà con quan tâm. Chính quyền, mặt trận và các ban ngành đẩy mạnh tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, ý thức bảo vệ môi trường, gìn giữ cảnh quan nông thôn xanh, sạch, đẹp, góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng nông thôn mới. Dịp này, Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam bàn giao cho địa phương 35 thùng thu gom rác thải sinh hoạt, bảo vệ môi trường nông thôn. Sáng nay, Ủy ban Nhân dân xã Duy Hải, huyện Duy Xuyên ra quân phát động trồng cây xanh, hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ, cả nước chung sức đồng lòng trồng mới 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025.
Xã Duy Hải là địa phương đang triển khai xây dựng đô thị ven biển với nhiều dự án trọng điểm của tỉnh, nên thời gian qua quỹ đất để trồng cây của địa phương còn khá hạn hẹp. Do đó, để cùng chung tay thực hiện lời kêu gọi trồng mới 1 tỷ cây xanh của Thủ tướng Chính phủ, xã Duy Hải chủ trương vận động cán bộ, đảng viên, các cơ quan đơn vị, trường học và nhân dân toàn xã tận dụng hiệu quả nguồn quỹ đất còn lại, nhất là đất ven biển, đất vườn nhà và tại các cơ quan trường học để trồng các loại cây phù hợp như phi lao, dương liễu chắn sóng, bảo vệ cảnh quan vùng cửa biển, các loại cây ăn quả tại hộ gia đình, các loại cây bóng mát và cây cảnh tại khuôn viên cơ quan trường học. Phấn đấu trồng được 100.000 cây xanh giai đoạn 2021-2025. Riêng trong năm nay trồng 23.000 cây, trong đó hơn 50% là cây xanh nông thôn, công viên, trường học. Ngay sau lễ phát động, cán bộ, công chức, cơ quan, Ủy ban Nhân dân xã Duy Hải và các đơn vị thôn, trường học trên địa bàn đã ra quân trồng 200 cây mai vạn phúc trước khuôn viên lối vào Nghĩa trang Liệt sĩ xã Duy Hải. Thưa quý vị, chính thức lên sóng từ năm 2015, chương trình Học trò xứ Quảng giờ đây đã trở thành sân chơi trí rệ, được đông đảo khán giả yêu mến và ủng hộ. Đây là nơi nhiều gương mặt học sinh đất Quảng khẳng định được bản lĩnh và tài năng của mình, phát huy truyền thống hiếu học của vùng đất Ngũ Phụng Tề Phi. Sau 5 năm lên sóng với những thành công ngoài mong đợi, hành trình mùa thứ 6 của Học trò xứ Quảng gặp phải thử thách không nhỏ do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, với quyết tâm và nỗ lực của ban tổ chức, ekip thực hiện, các nhà trường, thí sinh và những người tâm huyết với giáo dục Quảng Nam, Học trò xứ Quảng năm 2021 đã thành công vượt chướng ngại vật để đi đến chặng cuối cùng. Chương trình Học trò xứ Quảng năm 2021 đã khởi đầu đầy ấn tượng với những cuộc tranh tài gây cấn giữa các thí sinh xuất sắc. Những màn cướp điểm kịch tính, những pha bứt tốc ngoạn mục, sự hấp dẫn đến tận giờ phút cuối cùng đẩy cảm xúc của người xem lên cao, tạo nên những dấu ấn đậm nét. Chúng tôi được đến với trường quay để tham dự một sân chơi đầy bổ ích và trí tuệ. Và khoa là tiếp tục cho chúng tôi cơ hội lần thứ ba được đến với trường quay. Và hy vọng trong lần thứ ba, khoa cũng sẽ thật sự tự tin và nỗ lực như hai lần đầu để vượt qua Hải Văn Quan, để xứng danh với đất học Ngũ Phụng Tề Phi. Bước sang quý 2, do diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19, chương trình phải gián đoạn trong nhiều tháng liền. Nhưng với tâm huyết dành cho học trò xứ Quảng, ban tổ chức đã nỗ lực đưa chương trình trở lại, vượt qua đại dịch COVID-19 để tiếp tục hành trình tìm ra nhà vô địch năm 2021. Địa điểm ghi hình đã chuyển về phim trường Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam thay vì hội trường trường chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm như những mùa trước. Một khối lượng lớn công việc đặt ra đòi hỏi ekip học trò xứ Quảng phải nhanh chóng hoàn thành kịp tiến độ ghi hình. Tất cả đều gấp rút trong những ngày thời gian gần kề cuối năm. Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam cùng với Sở Giáo dục và Đào tạo và các trường xây dựng lịch ghi hình các cuộc thi cho đến việc lựa chọn, bố trí thí sinh. Giữa Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Quảng Nam và Sở Giáo dục Đào tạo cũng thường xuyên kết nối, phối hợp với nhau để chọn cái thời gian tổ chức cho nó hợp lý. Và trong cái quá trình chuẩn bị thì chúng tôi cũng luôn luôn là chỉ đạo cho các trường với tinh thần là sẵn sàng chuẩn bị thí sinh. Để khi mà tổ chức ghi hình thì các thí sinh cũng kịp thời là tập trung và ghi hình đúng thời gian quy định. Những khó khăn ban đầu đã vượt qua để các cuộc thi trong quý 2 được bấm máy ghi hình trong điều kiện hết sức khắt khe, tuyệt đối tuân thủ 5K. Mỗi trường có thí sinh tham gia chỉ được phép có mặt tại phim trường 3 người. Ban cố vấn chương trình cũng phải hạn chế tối đa số lượng dự khán và tất cả phải được test nhanh COVID-19. Mặc dù không còn không khí cổ động sôi nổi của hàng trăm cổ động viên, nhưng các thí sinh vẫn cống hiến cho khán giả những phần tranh tài gây cấn và đầy cảm xúc. Ban tổ chức là rất là tạo điều kiện cho chúng em để có những phần thi tốt nhất và bên cạnh đó là cũng tuân thủ rất tốt những nguyên tắc để phòng chống dịch bệnh. Linh hoạt thích nghi với bối cảnh mới, hành trình mùa thứ 6 học trò xứ Quảng đã đi đến chặng đường cuối cùng và tìm ra 4 gương mặt xuất sắc nhất tranh tài trong cuộc thi chung kết năm 2021. Đó là Phan Nhật Khoa, trường Trung học Phổ thông Hiệp Đức, Lê Văn Hữu, trường Trung học Phổ thông Thái Viên, Lê Thanh Bản, trường Trung học Phổ thông Trần Văn Dư và Nguyễn Văn Duy Bảo, trường Trung học Phổ thông chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm. Màn đối đầu giữa 4 chàng trai giàu quyết tâm và bản lĩnh hứa hẹn sẽ mang đến trận chung kết bùng nổ cảm xúc để khép lại một hành trình thật đáng nhớ. Cuộc thi chung kết học trò xứ Quảng mùa thứ 6 năm 2021 sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam và các hạ tầng truyền dẫn phát sóng khác vào lúc 8 giờ ngày 19 tháng 12 năm 2021.
Thưa quý vị và các bạn, ở vào tuổi xế chiều, hai vợ chồng bà Hoàng Thị Vân ở thôn Hiệp Hưng, xã Bình Hải, huyện Thăng Bình vẫn chưa ngày nào thảnh thơi khi nỗi lo về số phận người cô gái không may mắc chứng tâm thần phân liệt luôn thường trực với họ mỗi ngày. Hơn một tháng qua, gia đình đón thêm thành viên mới là con chị Bình với người đàn ông không rõ danh tánh. Với họ mà nói, ngay lúc này không thể phủ nhận niềm vui trước sự có mặt của đứa cháu kháu khỉnh, nhưng xen lẫn trong đó là nỗi buồn không tin về số phận đứa trẻ khi vừa ra đời đã rơi vào bất hạnh không cha có mẹ tật nguyền. Công bà là chủ dựa duy nhất, lại tuổi cao sức yếu, điều kiện gia đình lại quá khó khăn. Nằm bên dòng Trường Giang, lọt thỏm giữa làng quê nghèo Bình Hải, Thăng Bình, nơi người dân chỉ biết bám víu vào cây lúa và nghề đánh bắt hải sản mưu sinh. Những ngày này, từ ô cửa nhà bà Vân, người ta lại nghe tiếng khóc của trẻ thơ lẫn trong tiếng ru à ơ vọng lại, nghe đến nẫu ruột. Lời ru với bao nỗi niềm như bày tỏ kể lể về những thăng trầm nhọc nhằn mà bà Vân đã từng nếm trải. Tôi thì trời cũng 60 tuổi rồi, cái lứa tuổi tôi thì cũng xế chiều rồi. Thì trời cái đứa con thì làm bệnh như đứa đã trời lỡ rồi, như đứa thì cái trường hợp này là tôi thấy cũng rất là khó khăn. Trời mình không có khả năng để mà lo cho đứa mẹ thì được, mà đứa trẻ nữa thì không có khả năng lo cho hắn. Chị Lê Thị Bình là con thứ ba của ông Lê Ngọc Thiên và bà Hoàng Thị Vân ở thôn Hiệp Hưng, xã Bình Hải, huyện Thăng Bình. Năm lên 4 tuổi, chị không may bị bệnh viêm màng não, sốt nặng, dẫn đến não bị ảnh hưởng nghiêm trọng và gây nên chứng bệnh thần kinh phân liệt. Căn bệnh này đeo bám chị Bình hơn 30 năm qua, khiến chị mất đi ý thức bản thân với biểu hiện không bình thường trong đi lại, nói năng. Không có khả năng lao động và chăm sóc bản thân, nên mọi sinh hoạt của chị đều dựa cả vào người thân. Hiện nay, hai vợ chồng bà Vân ngoài 60 tuổi lại là lao động chính trong gia đình. Cuộc sống gia đình lâu nay chủ yếu dựa vào mấy sào lúa trước nhà vốn thiếu trước hụt sau. Nay lại có thêm đứa cháu khiến đôi vợ chồng già càng thêm lao đao vất vả. Hai vợ chồng bà Vân đều phải bỏ dở việc đồng áng để túc trực lo cho hai mẹ con chị Bình, nên điều kiện kinh tế hết sức bấp bênh. Chán là chỉ con cháu thì có cái gì múc sáng cho hơn ăn sau, chứ không có cái trừ dò đâu, ở có một mình không có cái gì mà nó cho cháu cho lũ mà thấy thương hắn mà cái lồn cái chi cũng ái cười múc sáng cho hơn cho ăn luôn. Cảm thông và chia sẻ với hoàn cảnh chị Bình, thông qua Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam, ông Lê Hùng Anh, đại diện tập đoàn Pin Corporation Group, đã hỗ trợ gia đình 10 triệu đồng tiền mặt để động viên và tạo điều kiện cho gia đình chăm sóc tốt hơn cho hai mẹ con chị Bình. Mọi sự giúp đỡ của các cá nhân, tổ chức xin gửi về địa chỉ bà Hoàng Thị Vân, thôn Hiệp Hưng, xã Bình Hải, huyện Thăng Bình, Quảng Nam, điện thoại 037 900 2450 hoặc Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam 58 Hùng Vương, Tam Kỳ, Quảng Nam. Chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam sẽ được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Và tiếp sau là những thông tin dự báo thời tiết do Đài Khí tượng Thủy văn Quảng Nam cung cấp.